Ây dạ. Ông ngoại bà chúa chạy sang lâm này thiệt tình. Ngại câu gió không? Mở làm sao tao cũng biết mở làm sao đâu. Ngại biết câu gió không? Biết chứ. Rồi, bên đây nè. Ờ, dạ tao cũng biết rồi. Đau quá à. Đấm mày ba đấm hết à. Mua tắm có cái gì vậy? Mua tắm xà bông hả? Hả? Ây à. Trời ơi mẹ ơi, chắc họ có lưng con họ đảo luôn, ướt như em luôn á. Đâu mà ướt, trời ơi. Dầu đâu mà trái ướt lưng dữ vậy chạy. Ngồi chà chà lắm. Ờ, đau bên đó đó ngoại. Bên này hả? Dạ. Dạ. Ồ. Đừng nhiễu nước miếng lên con nha. Đừng nói là coi nó nhiễu quá. Ừ, coi. Nếu nhiều ngậm miệng lại nha. Mẹ bạch. Tao mệt rồi à, tao mệt rồi, tao chạy ra. Tao mệt bà này. Trời nó nóng quá trời ngoại ơi. Con có lưng con mà, sao ngoại đưa cái cổ. Đau à. Con bị nhức. Tao nè, vậy gì vậy. Vậy nó ấy chứ. Con bị nhức cái lưng mà. Dạ tôi biết mà, trời ơi. Cái lưng bên đây nè, cái này nè. Trời ơi nó đau quá trời luôn. Nay ngoài tắm quốc. Oh my gosh. Oh.